Hôm nay mình sẽ cùng hai cháu đây đi thăm cái vườn sắn dây, và mùa này là mùa xuống củ sắn dây rồi các bạn ạ. Các bạn nhìn thấy không, cái ụ sắn dây đây đằng sau các bạn này rất là khổng lồ. Cái ụ sắn dây này không phải đánh bằng tay nhá các bạn nhá, và đánh bằng máy ấy. Thì cũng sắp được thu hoạch rồi, một thời gian nữa. Các bạn nhìn thấy ở cái ụ này có những cái phân do này, các bạn nhìn thấy chưa? Đây là cái mà nhà mình khi mà cái thời điểm mà nó lên củ rồi, nhà mình sẽ thêm là như thế này, phân do này để cho nó củ nó chất lượng tốt. Đấy. Sắp được thu hoạch rồi các bạn ạ. Đây cho các bạn xem này, những cái vết nứt ở cái ụ sắn dây này. Nứt rất là khủng khiếp luôn. Thì những cái vết nứt này là chứng tỏ củ đã rất là to rồi các bạn ạ. Bây giờ mà lấy ra là luộc rồi ăn ngon lành rồi. Càng nứt càng tốt, nứt toe toét luôn. Đấy. Gốc sắn cũng rất là to rồi. Sắp thu hoạch rồi các bạn. Thì nếu các bạn nào mà muốn mua những cái củ sắn dây nhá các bạn nhé, củ sắn dây tươi để về luộc, thì nhà mình có bán các bạn nhé. Hoặc là bột sắn dây thì nhà mình đều bán. Này, người dân Kinh Môn nhà mình trồng rất là nhiều theo sắn dây theo u này. Thì khi mà ở những cái dưới này, các bạn nhìn thấy dưới này, đây, dưới chân mấy chú cháu nhà mình, nước nó vào này, ẩm thấp này, thì cái củ sắn dây nó vẫn không vấn đề gì cả, nó vẫn trên cao so với mực nước. Canh tác sắn dây cần phải kỹ thuật như này thì nó mới chất lượng tốt được các bạn.